Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của Quyền Cầm Ốc. Và ngày hôm nay Quyền xin chia sẻ đến với bạn một dòng adapter sạc đa năng. Tại sao gọi là sạc đa năng? Vì cục sạc này sạc được 3 thiết bị cùng một lúc. Adapter sạc này có 2 ngõ Type C, 1 ngõ USB và tốc độ sạc lên tới là 65W, rất là ok luôn các bạn. Và chúng ta có thể vừa sạc điện thoại, vừa sạc sạc dự phòng hay là vừa sạc tai nghe, và thậm chí chúng ta có thể sạc cho laptop được luôn các bạn. Quá là tiện dụng cho gia đình chúng ta. Và đây là một trong những dòng adapter sạc tôi nghĩ rất đáng trang bị trong gia đình chúng ta. Đây là cục sạc đến từ thương hiệu Bisert, và chúng ta sẽ có hai màu sắc để mình chúng ta có thể lựa chọn, đó là màu trắng và màu đen. Và ngày hôm nay xin mời các bạn cùng Quyền cùng nhau đập hộp hàng adapter sạc này xem nó như thế nào các bạn nha. Bisert và chúng ta sẽ có hai màu các bạn nha. Đây là bản màu trắng và đây là bản màu đen. Mình sẽ bóc siêu cái phiên bản màu trắng cho các bạn xem. Cái hộp thì Quyền cảm thấy là thiết kế rất là trắng trắng các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem bên trong nào. Wow, thiết kế rất là đẹp các bạn. Wow, ở ngoài là một cái hình lá thư và một sợi cáp. Đây là cục màu trắng nên sợi cáp này cũng màu trắng các bạn. Sẽ có một cái dây lên lịch lại thế này, rất là gọn gàng, rất là tiện mỹ. Và đây là adapter sạc của chúng ta để cho một cái bình. Rồi, trong cái bình này chúng ta sẽ có một cái siêu nữa các bạn. Đây là siêu nữa, sẽ bóc siêu ra. Ok, và đây, đây có cái tên là BC các bạn nha. Đây, cục sạc. Cục sạc này có là 65W, được sản xuất tại Trung Quốc và China các bạn nha. Chúng ta sẽ có một số thông số ở vị trí này. Đây, ngõ ra 45W là có nghĩa là tiếp C 1 là 45W cộng 20W, tiếp C 2 45W cộng 18W, còn tiếp C cộng USB các bạn 5V cộng bằng 3A 15W. Đây là một số thông số các bạn nha. Rồi, với cục sạc thì chúng ta sẽ có đẩy tách ra khi mà chúng ta sạc, còn khi mà chúng ta cắt á thì chúng ta đẩy vào. Như vậy rất là tiện lợi. Bên đây thì chúng ta sẽ có một cái bóng đèn để mà báo hiệu khi mà chúng ta cắm điện vào các bạn nha. Sẽ có một bóng đèn báo hiệu. Và bên đây, đây chúng ta sẽ có tốc độ sạc nhanh ở đây, biểu tượng nha. Và chúng ta sẽ có cộng tiếp C, 2 cộng và cộng USB các bạn nha. Quá là tuyệt vời. Rồi, mình sẽ khui nguyên bản màu đen cho các bạn xem. Và đây là nguyên bản màu đen các bạn nha. Đây, rất là đẹp các bạn. Rất ok luôn. Đây cũng có màu đen, cũng có 3 cộng, đèn màu đen. Rất là sang trọng, rất là nhỏ gọn. Nhưng mà bạn cầm, cảm giác cầm nó rất là đầm tay nha. Nguyên bản màu đen sẽ đi với sợi cáp tai xi màu đen các bạn nha. Đây, sẽ có sợi cáp tai xi màu đen. Và cũng có sợi dây quấn lại rất là tỉ mỉ như thế này. Nhìn rất là sang các bạn, cầm rất là đầm tay, rất là chất lượng luôn á. Quyền cũng thấy là có ok. Chúng ta sẽ có một cái bì thư như thế này. Quyền sẽ coi xem trong đây là để biết gì trong đây. Đây trong đây thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng đây, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh đây. Và trong đây còn như đây, chúng ta sẽ có thêm một cái tem các bạn. Đây, chúng ta sẽ có những cái tem logo để mà chúng ta hãy dán lên cục sạc chúng ta. Đây, dán lên đây. Wow, rất là dễ thương. Đây, mình sẽ dán lên đây. Rất là xịn tin luôn các bạn. Chúng ta sẽ được tới 4 miếng luôn nha. Đó, mình dán 2 miếng rồi. Ok. Rồi, mình sẽ cắm sạc cho bạn xem. Đây, mình sẽ cắm sạc cho bạn xem nha. Đây, khi cắm vào thì cục sạc nó sẽ báo hiệu. Đây, báo đèn nha. Đây, mình sẽ rút cái cắm sạc của cái MacBook Quyền qua bên đây. Nhìn thử cho nó đổ màu đèn không. Vẫn sạc vô MacBook của Quyền được bình thường luôn các bạn nha. Đây, các bạn thấy nha. Đây, cắm báo sạc như bình thường các bạn nha. Chúng ta đổi cộng cho mình xem. Đó, các bạn nghe tôn không? Đó là cái tiếng MacBook nó sạc á. Rất là ok.
Đây. Khi mà chúng ta sạc xong thì chúng ta sẽ bạn nó lại như thế này bạn. Rất là tiền. Các bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm adapter đa năng business này thì hãy truy cập ngay vào đường link trong phần mô tả để có thể tham khảo về mức giá và cũng như là chương trình khuyến mãi hiện tại của dòng sản phẩm này các bạn nha. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Các bạn thấy hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ nhiều nhiều lượt xem. Và Quyền sẽ mang lại cho các bạn nhiều sản phẩm hữu ích hơn nữa trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Bye bye.